Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một website bằng Google Site. Google Site là một cái dịch vụ của Google giúp cho chúng ta có thể tạo ra những cái website một cách rất là nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Để tạo được một cái website bằng dịch vụ Google Site của Google thì trước hết là chúng ta phải tạo một cái tài khoản. Nếu các bạn đã có tài khoản của Gmail thì các bạn có thể thực hiện luôn, còn nếu chưa có thì chúng ta sẽ tạo như sau. Các bạn nhấn chuột vào mục Gmail, chúng ta sẽ tạo tài khoản. Như vậy là chúng ta vừa tạo xong một cái tài khoản của Google. Với tài khoản này các bạn có thể sử dụng rất là nhiều các dịch vụ khác nhau của Google. Các bạn có thể tìm thấy nó ở trong cái biểu tượng này. Đấy, các bạn thấy như là chúng ta có Gmail, có YouTube, có Driver, có Google Cộng, rồi là ảnh, nơi các bạn lưu trữ và chia sẻ các cái ảnh, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái bước tiếp theo là chúng ta đăng ký website. Trên trang chủ Google các bạn gõ Google Site đây, và các bạn vào trang chính của nó. Đây là cái giao diện đầu tiên của cái dịch vụ Google Site sau khi mà chúng ta đã đăng nhập bằng chính cái tài khoản Gmail mà khi nãy chúng ta vừa mới tạo xong. Các bạn nhớ địa chỉ của nó là site.google.com. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào nút tạo. Ở đây ở phía bên cột bên trái này các bạn thấy có hai lựa chọn là trang web của tôi. Nếu như các bạn đã tạo trang web thì khi nhấn vào đây các bạn sẽ thấy danh sách của trang web các bạn đã tạo hiện ra ở cái khu vực này. Đối với trang web đã xóa cũng vậy. Những trang nào các bạn xóa thì khi các bạn nhấn vào mục này nó cũng sẽ xuất hiện danh sách ở khu vực đây. Chúng ta nhấn vào nút tạo. Trong này các bạn sẽ khai báo một số cái mục. Đầu tiên là tên trang web của bạn. Các bạn có thể sử dụng theo việc có dấu. Và lúc này các bạn thấy nó sẽ tự động gán cho cái địa chỉ cái trang web của các bạn là site.google.com/site/tin.thph.Lạng Sơn dựa vào cái tên mà bạn đã đặt, và tất nhiên là để không có dấu. Tiếp nữa các bạn sẽ chọn chủ đề. Ở đây có rất nhiều các mẫu để các bạn có thể lựa chọn, ví dụ như là classroom site, tức là các cái mẫu web về lớp học, rồi đội bóng. Chúng ta nhấn vào duyệt qua thư viện để chúng ta mở thư viện các cái mẫu trang web ra. Các bạn thấy này, có rất nhiều chủ đề: công tác kinh doanh, hoạt động thư viện, trường học và giáo dục, câu lạc bộ, tổ chức cá nhân và gia đình, chính phủ, tổ chức lợi nhuận,
Ở đây tôi sẽ chọn vào câu lạc bộ tổ chức. Nếu như các bạn tạo một cái web cho lớp học của mình thì các bạn sẽ tạo vào trường học và giáo dục, hoặc là một cái web để các bạn sử dụng trong cái việc chúng ta dạy học, trao đổi, tương tác giữa giáo viên và học sinh thì các bạn cũng chọn vào trường học và giáo dục. Ở đây tôi tạo trang web cho một nhóm các giáo viên, cho nên tôi sẽ vào mục là câu lạc bộ tổ chức. Tôi sẽ chọn cái ở giữa này. Đây là cái trang gốc các bạn nhìn thấy. Tôi sẽ chọn cái mẫu này. Tôi sẽ nhấn vào chọn. Và tiếp theo, các bạn thấy mẫu chúng ta đã được lựa chọn ở đây, Google Sites. Hoặc các bạn có thể nhấn vào cái mẫu trống. Các bạn chọn mẫu trống thì cái này các bạn sẽ phải tạo lại từ đầu. Sau đó các bạn tích vào cái phần tôi không phải là người máy. Các bạn trả lời các câu hỏi. Và bây giờ chúng ta nhấn vào nút tạo. Chúng ta sẽ đợi trong vòng vài phút. Như vậy là cái web tin tiểu học thành phố Lạng Sơn của tôi đã về cơ bản là đã được tạo tự động xong. Bây giờ công việc của chúng ta là tiếp tục chúng ta sửa các cái thành phần có ở trên cái trang web này để theo đúng cái yêu cầu, cái mục đích của chúng ta. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài tiếp theo.